Khách nhân TV xin chào anh chị các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh. Hôm nay thì khách nhân TV lại tiếp tục chia sẻ đến anh chị và các bạn là đó là cái việc mà đưa cây dâu tây vào chậu. Đây là một cây dâu tây mà khách nhân đưa vào chậu cách đây khoảng hơn một tháng cho một cô hàng xóm. Thì hôm nay thì anh chị các bạn thấy đấy, cây dâu nó đã phát triển khá là tốt rồi. Thì hôm trồng thì khách nhân TV đã ngắt hết lá già anh chị nhé, ngắt hết những cái lá già và phủ gốc bằng những cái gốc cây có sẵn ở như vườn, và cũng để ở ngoài nắng tự nhiên thôi, để mát vài hôm và để ngoài nắng tự nhiên, tưới nước thì cũng độ ẩm đều đều. Và hôm nay thì như anh chị các bạn thấy thì đấy ạ, nếu như anh chị các bạn mà đang gọi là phân vân trong cái việc mà chăm nó như thế nào thì đây là một trong cái video mà anh chị các bạn nên xem, tức là sau khoảng một tháng. Bởi vì thật ra khi mà cái dâu tây chúng ta đào ở dưới vườn lên anh chị nhá, thì kiểu gì thì cái bộ rễ nó cũng bị ảnh hưởng nếu mà chúng ta chế độ chăm không tốt, hoặc là chúng ta quá nóng vội trong việc tưới phân, hoặc là cái giá thể trong đất mà nó không phù hợp thì có thể dẫn đến cho cây dâu giống chết. Thì như anh chị và các bạn có thể thấy được tất cả những cây dâu trồng thì cái nhân TV trồng là 5 cây, anh chị có thể thấy được là 4 cây xung quanh và một cây to ở giữa, thì hiện tại nó đã ra mầm, ra lá non rất là ok anh chị nhá. Và anh chị và các bạn có thể thấy được là nó đã phát triển ổn định như thế này, thì cái việc bây giờ của chúng ta chăm những cây dâu này thì cực kỳ đơn giản, đó là chúng ta chỉ xới đất lên và tưới cho nó một chút, ví dụ như là những cái phân mà để cho nó phát triển cái và lá và rễ. Như khách nhân TV thì thường dùng những cái phân NPK, nếu anh chị các bạn có phân NPK cao cấp còn tốt, còn không thì phân động ra bình thường cũng là ok. Để chúng ta xới đất lên anh chị nhá, còn chúng ta tiếp tục dọn những cái lá già, xới đất ok thì bắt đầu chúng ta bắt đầu tưới phân thôi. Thì cái đó nó sẽ cái rễ nó đã ổn định, có nghĩa là khi cái rễ nó ổn định, nó đã bén xuống đất, nó hút được chất dinh dưỡng thì cái lá nó đã phát triển anh chị nhá. Anh chị thấy chưa, những cái lá non của nó đã phát triển, thì như vậy là chúng ta bắt đầu là chăm bằng các những cái chất dinh dưỡng khác là ok. Còn nếu chúng ta tưới phân quá sớm, hoặc là trong cái giá thể chúng ta có cái phân, ví dụ như là kể cả là phân mà nó tươi, thì nói chung là cũng dẫn đến cái việc mà nó sót phân đấy. Thì thật ra thì cũng là một cái trải nghiệm, nhưng mà phải có cái sự kiên trì một chút anh chị ha, kiên trì. Và đặc biệt thì khách nhân TV chỉ dùng đất vườn thôi, đất ngay ở dưới chân vườn đưa vào chậu. Thực chất thì đưa vào chậu cho nó đẹp anh chị ạ, đẹp có nghĩa là chúng ta có một cái chậu dâu tây, chúng ta chăm sóc ở một chế độ riêng thì nó tốt, và cái chế độ dinh dưỡng mà, thì thay bằng cái việc những chậu hoa thì có những cái chậu dâu thì cũng là rất là đẹp. Còn thực ra thì nếu mà đất rộng chúng ta trồng vườn thì có nhiều quả ăn thì cũng rất là vô tư, rất là ok, nhưng mà chúng ta phải có chế độ chăm sóc nó khác một chút đấy. Thì bây giờ thì chỉ có việc là xới phân, xới đất thì nhá, thì bắt lên chúng ta tưới cho nó một chút phân hữu cơ để cho cái bộ rễ nó phát triển, cái bộ lá nó sung lên, cũng là nó tốt lên, thì bắt đầu là nó sẽ là ra hoa ra trái thôi. Đấy thì anh chị và các bạn có thể thấy được là sau khoảng một tháng gì nhá, sau một tháng thì cái chậu dâu, những cái cây dâu mà bỏ vào chậu là nó như này. Chứ thực ra thì không thể vội đấy nhỉ nhá, khi mà chúng ta đưa cái dâu từ ngoài vườn vào chậu thì không thể vội được. Đấy thì một cái lưu ý với anh chị và các bạn như vậy. Nếu anh chị và các bạn có cái ý kiến gì mà hay hơn, hoặc là có những cái mẹo gì hay nữa thì cứ chia sẻ. Và khách nhân TV thì thường làm những cái gì mà có cái trải nghiệm thật thì khách nhân TV mới chia sẻ, để anh chị cùng anh chị các bạn đam mê chúng ta học hỏi và làm giống nhau ha. Đấy thì cái lá non nó đã phát triển, thế là có nghĩa là rễ đâu là nó bén, nó đã hút được chất dinh dưỡng, thì bây giờ là chúng ta bắt đầu chăm sóc, bắt đầu từ những cái phân loãng, phân vô cơ gì nhá, sau đó thì bón lót những cái phân hữu cơ ok, là chúng ta sẽ có một cái chậu dâu tây rất là đẹp. Và video của khách nhân TV xin kết thúc ở đây, và anh chị các bạn đừng quên like cũng như là đăng ký để tiếp tục ủng hộ khách nhân TV. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye.